Hiện tại huyện Ân Thi đang chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc bố trí khu tái định cư cho các hộ dân có diện tích đất ở bị thu hồi phục vụ dự án Tân Phúc - Vọng Phàn. Xã Hà Lễ có 27 hộ dân nằm trong diện thu hồi đất ở phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Vọng Phàn. Trong đó có 2/3 là bà con giáo dân. Ngay sau khi cơ quan chức năng cắm mốc địa giới dự án, xã Hà Lễ đã chủ động gặp gỡ người dân, nắm bắt tâm tư của người dân để bố trí khu vực tái định cư phù hợp. Qua đó, khu vực tái định cư không chỉ đảm bảo có vị trí đẹp bằng và hơn khu đất bị thu hồi mà còn đáp ứng nguyện vọng gần khu vực nhà thờ, thuận tiện cho bà con sinh hoạt tôn giáo. Bà con người ta cũng có cái tâm tư muốn là ở gần nhà thờ mà họ thường sinh sống. Đến giờ thì bà con cũng cơ bản là ủng hộ 100%. Đấy, chỉ còn cái việc chính sách nhà nước như thế nào nữa thôi. Chuẩn bị trong thời gian tới tổ chức kiểm đếm trước khi giải phóng mặt bằng đường Vũng Phan thì phải bà con phải nhận được đất tái định cư. Xã Tiền Phong có 5 hộ dân phải bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Vọng Phan. Dù số lượng hộ thu hồi đất ở xã Tiền Phong không nhiều, nhưng xã xác định công tác giải phóng mặt bằng không dễ dàng bởi tài sản trên đất của cả 5 hộ dân tương đối lớn. Nhiều hộ có diện tích nhà ở lớn mới đưa vào sử dụng chưa lâu, trong khi chờ đợi chỉ đạo từ cấp trên, xã Tiền Phong đã đi trước một bước, gặp gỡ các hộ gia đình, thông báo chủ trương, lắng nghe tâm tư của nhân dân để tạo sự đồng thuận. Hiện Ủy ban Nhân dân xã đã bố trí khu vực tái định cư rộng khoảng 0,6 ha nằm trên cùng trục đường với các hộ bị thu hồi đất. Dù có một số kiến nghị nhưng về cơ bản tất cả các hộ dân đều ủng hộ chủ trương thu hồi đất. Với cá nhân tôi thì tôi rất là hiểu và ủng hộ cái dự án này. Có cái con đường mà nó to mà đi qua xã nhà chúng tôi thì chắc chắn là sau này xã nhà chúng tôi nó sẽ phát triển. Về mọi mặt việc mà thu hồi đất đỏ thì cũng mong quay thế là các cấp chính quyền có thẩm quyền thì sẽ đưa chúng tôi ra một khu nào đấy nó hợp lý để càng sớm càng tốt để chúng tôi còn ổn định cái cuộc sống. Lãnh đạo địa phương thì cũng đã tiến hành họp bàn bạc xem cái chỗ nào mà tốt nhất, đẹp nhất để ưu tiên cho các hộ thuộc khu vực tái định cư chọn ra một vị trí cũng thuộc mặt đường DH63 để trình với cả Ủy ban Nhân dân huyện là chấp thuận vị trí tái định cư cho các hộ. Đối với 5 xã trong vùng dự án Tân Phúc - Vọng Phan, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận vị trí khu vực tái định cư với tổng diện tích khoảng 4 ha. Sau khi bố trí đủ diện tích tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất, các xã được quyền tổ chức đấu giá với phần diện tích còn lại để tạo nguồn xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện huyện Ân Thi đang chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện việc lập quy hoạch, lập dự án xây dựng khu hạ tầng kỹ thuật các khu vực tái định cư tại các vị trí đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận.